câu hỏi dành cho Hồng Nhung. À, tôi nhớ không lầm cách đây gần 10 năm tôi có một lần phỏng vấn Hồng Nhung trên chương trình tạp chí truyền thanh. Lúc ấy thì lần đầu tiên Hồng Nhung có kể cho thính giả thành phố Hồ Chí Minh nghe chuyện sự tích bống bồng, bống bồng. Và từ đó đến giờ thì không biết là cái cô bống bồng Hồng Nhung đã thành cô gì, lớn hơn chưa? Và bây giờ cô bé ngày ấy có khác bây giờ nhiều không? Cá bống ngày xưa thì ở dưới Hồ Tây và chỉ có một người cho ăn thôi là tấm gọi là bống bống bang bang, lên ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Còn bây giờ thì bống ở đây, giữa thành phố Hồ Chí Minh, lúc ở Hà Nội, lúc ở thành phố Hồ Chí Minh, và được quá nhiều người nuôi nấng. Là một ngày anh đến, một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên. Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn. Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng. Là một ngày anh đến như ước nguyện của em. Một ngày mưa rêu hát như tiếng cười của anh. Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh. Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng.
yeah, yeah, yeah.